Kính chào tất cả các anh em ghé thăm kênh review audio. Hôm nay em mới về chiếc đài của hãng Sanzo, chúng ta còn gọi là Sanier U4W70. Máy về còn có cả thùng luôn. Chiếc này là mới tinh 99%, màu đỏ rất đẹp. Hai cửa băng auto tỉ vợt. Các bác cùng em ngắm các cái núm nút này. Mới tinh thôi rồi luôn. Như vừa xuất xưởng ngày hôm qua luôn. Nếu có thể các bác xem trên TV ấy. Ui sợ ấy mới này. Mới cứng luôn. Chiếc này mới lắm ấy. Đẹp thật. Các cái núm nút này. Nhìn mê chưa các bác? 99%. Màu đỏ nhìn rất là sang. Chiếc này đáng chơi lắm. Chiếc này có nhiều điểm cộng nhá. Thứ nhất là máy mới còn thùng này, 99% này. Thứ hai là được trang bị tới hai cửa băng auto revert, chạy hai chiều không cần lật mặt băng. Rồi điểm cộng thứ ba là màu đỏ này. Đấy, màu đỏ nhìn bao giờ nó cũng sang, đẹp hơn rất là nhiều. Điểm cộng thứ tư của chiếc máy này đó là phần radio thì có tới 4 băng tần FM 108 luôn này các bác này. Đấy các bác thấy là 92 và 123 phía sau này. Đó, FM 108 bắt full đài ở Việt Nam. Tất cả các đài luôn. Điểm cộng thứ 5 là chất lượng âm thanh hay, máy nhỏ nhưng mà này còn có cả ba cần chỉnh EQ laser, đây equalizer để chúng ta tùy chỉnh ba dải bass mid chép. Rồi volume lại bằng vặn nút tròn này, dễ sử dụng hơn nhiều. Đây là nút nguồn. Này là các cái chế độ nhạc. Âm thanh hay lắm. Âm thanh nhạc này nghe rất là hay, lại còn được thêm một điểm cộng nữa đây, có cả đồng hồ nữa các bác này. Đấy, đồng hồ. Chúng ta có thể xem giờ đồng hồ điện tử này. Con này đáng chơi, công nhận hẹn nó là đáng chơi. Hai cửa băng chạy thì hay xuất sắc rồi. Thế là em sẽ test cho anh em mình nghe luôn nhé. Test đầy đủ các chức năng luôn. Máy thiết kế nhỏ gọn nhưng mà chất âm thì đánh tiếng bass đánh rất là mềm. Hay lắm. Size chiều ngang là 52 phân. Chiều cao 15 phân và chiều sâu là 13 phân nhá. Để em quay các góc cạnh cho các bác cùng ngắm này. Quay sách này. Quay sách thì hai bên là sáng choang mới tinh luôn. Đây các bác ngắm này. Soi gương được luôn ấy. Đấy. Mới chưa các bác? Chắc là em nghĩ là máy mới thì nó chắc nó cũng đến như thế này thôi nhỉ. Mới tinh. Đây các bác ngắm này. Cạnh bên hông còn lại nha. Còn quay sách là soi gương được luôn. Bóng loáng này. Hả? Nó hơi bị chói ánh sáng. Một điểm cộng nữa là lại còn có cổng line in đây các bác này. Ngon chưa? Như vậy là máy chơi rất đa năng. Hai cửa băng cassette auto revert. Xong em 108 lại còn có cổng line in để kết nối điện thoại máy tính bên ngoài chúng ta nghe. Em đang dùng cục adapter để chúng ta cắm điện 220V cho thuận tiện. Còn ngoài ra thì máy có thể cắm điện trực tiếp 100V. Đây. Dây nguồn của nó này, điện 100V. Nhưng mà em đang dùng cái cục adapter để cho chúng ta cắm điện 220 luôn cho nó dễ dàng, không sợ cắm nhầm. Đây. Phía sau này, tất cả mới tinh luôn. Các bác cùng ngắm nhìn kỹ nha. Đây, em nghiêng máy cho anh em mình ngắm. Sanzo U4W70. Các cái chạm kết nối thêm anten ngoài này. Sáng choang luôn. Em mở hộp pin cho anh em mình ngắm. Có một số bác hay nói rằng là để biết là máy đẹp hay xấu thì nhìn qua hộp pin cũng có thể đánh giá được. Đây, các cháu pin còn sáng choang này. Chúng ta nhìn cái phần hộp pin này chúng ta cũng có thể đánh giá được nội thất nó như thế nào. Thường thì các cái cháu pin này sáng thì nội thất nó cũng sẽ rất đẹp. Có một cái cục pin tiểu là để chúng ta sử dụng cho phần đồng hồ nhé. Còn máy sử dụng 10 pin chung luôn. Đúng không? Đây là 10 pin chung. Đấy, 10 pin chung. Các cháu pin thì sáng như mới luôn. Các bác ngắm này, trời ơi các góc cạnh. Mới cứng. Nói chung là chiếc này thì không còn gì để bàn về đặt mọi tiêu chí. Mới, đẹp, hay, chơi đa năng. Con này thì quá xuất sắc tuyệt vời về mọi ưu điểm luôn. Rồi, bây giờ thì em mời các bác cùng lắng nghe nhé. Để em kết nối. Rồi. Chúng ta hôm nay sẽ nghe em sẽ test trên cửa băng bên này trước. Chúng ta đã nghe qua
một ca khúc của nữ ca sĩ Hồng Trúc, bài hát Nỗi Buồn Đêm Đông. Mời anh em mình cùng lắng nghe. Cực kỳ thích các bạn này, nó rất là nãy cơ, không biết tả như thế nào nhưng nó rất là bấm, rất là nịnh tay, bấm rất là thích luôn. Tiếng thì hay, xuất sắc, tuyệt vời. Em đảm bảo các bác là riêng con này thì phải nói là hay hơn rất nhiều so với những cái con cùng phân khúc, ví dụ như là QT77 thì nói chung là thu sai em này về chất âm, về mọi thứ luôn. Chúng ta sẽ thử test trên cử băng này luôn nhé. Cử băng số 2 này là qua một ca khúc của nam ca sĩ Quang Lê, bài hát Được Tin Em Lấy Chồng. Mời các bác cùng lắng nghe, đeo tai nghe vào các bác nhá. Được tin em lấy chồng, lòng anh buồn biết mấy. Được tin em có chồng, chắc người từ đổ ấy còn thương tiếc khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng. Đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm để anh tan nát lòng. Em ơi, câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung mong trăng soi. Em ơi, bao tiếng cười reo vui theo tiếng đàn trời vơi vọng suốt đêm dài. Người ơi, nay hết rồi, tình duyên lìa hai lối. Giờ em đi với chồng, anh về lòng bên tai lệ rơi trong tiếng cười. Ông tôi đi vườn các bạn này. Đó. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ. Pháo hồng nhuộm tiếc với chồng, anh về lòng tên ta mơ. Pháo hồng nhuộm tiếc đưa. Ông tôi đi vườn đắt chị. Các bác đang nghe Sầu Tím Hiệp Hồng, Quang Lê và Lệ Quyên trình bày. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuất.
tuyệt vời, tất cả là hoàn hảo. Con này thì quá xuất sắc về mọi yếu tố rồi. Bây giờ em mở phần radio này, radio nó gạt ở đây. Mình ở trước đó thì dự án được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành trong năm trong tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên thì do những khó khăn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và nguồn vốn khiến tiến độ của dự án được bị lùi lại nhiều lần. Vừa rồi là thông tin về dự án chống ngập 10.000 tỷ được ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hoàn thành vào trong 2023. Mà chẳng nhân muốn gửi đến quý khán giả. Cảm ơn anh Duy Thanh và quý khán giả đã nghe. Chào mừng, xin được cảm ơn phóng viên Trọng Nhân rất nhiều. Như vậy thì sao? Chưa biết thế nào này à. Ông Mười nói như vậy thì thôi mừng ơn, ngày mai đi khám liền cho tôi đi, cho chắc ăn. Chứ ở nhà ông hù tôi riết cái gì, tôi bệnh theo ông luôn hả? Hù gì hù. Thương hiệu làm bao bì nhãn mát tốt hơn căng. Bởi vì rõ ràng là cái sản phẩm của mình với một cái sản phẩm tương tự của các nước khác thì mới chết. Em tưởng tượng như thế nào trên thẻ bảo hiểm, cái mức đóng và cái mức ngon thật luôn. Này điều trị. Vừa qua cái bảo hiểm xã hội gửi xin nhắn sóng về, một đám bắt phun hết tất cả các kênh luôn. Mà còn có công ty Phật tử bắt được nhiều đài lắm. Ngoài thì nó cứ liên tục, một ngày mình phải chạy không biết bao nhiêu là chỗ lút nữa. Lút mình tình. Chưa kể đến chuyện mình lạc, rồi mình nói tiếng Anh không xong, rồi không biết hỏi ai. Thì thời gian đầu nó quá là kinh khủng và mình cũng phải... Volume nhá, volume vặn rất là dễ thôi. Mỗi ngày mình chiến đấu với nó mỗi ngày. Đây tại là vì mình nguồn cũng... các bạn ấy. Đó, đúng nguồn đấy. Con này còn có cổng line in rồi nhá, tất cả hoạt động hoàn hảo, mới tinh. Một chiếc máy mà thật lòng cá nhân em đánh giá con này rất cao. Con này quá cao luôn, bởi vì nó quá nhiều điểm cộng. Em nhắc lại cho các bác cùng nhớ này. Thứ nhất là máy mới tinh này, kiếm được con mới tinh như vậy là rất hiếm. Dòng này cũng hiếm trên thị trường lắm nha, mà kiếm được con mới vậy thì càng khó. Điểm cộng tiếp theo màu đỏ rất đẹp. Hai cửa băng auto dì vợt, rồi có cả ba cần gạt chỉnh equalizer. Thường thì máy nhỏ ít khi có chỉnh equalizer lắm, thì nó mang đến cái chất lượng âm thanh rất hay cho ba giải bass, mid, treble. Điểm cộng nữa là chơi đa năng ha, sóng FM 108 rồi còn có cổng line in, chất lượng âm thanh hay. Nói chung là quá hay, quá xuất sắc cho một chiếc máy này. Đương nhiên là em chỉ có một chiếc rồi, bác nào quan tâm thì liên hệ sớm giúp em nha. Vẫn là số điện thoại quen thuộc 0916950595. Có rất nhiều bác thỉnh thoảng cứ hay vào bình luận là hỏi giá. Thì em nghĩ rằng là như này, các bác mất công bình luận thì tại sao các bác không nhắn tin Zalo? Chúng ta hãy nhắn tin Zalo trực tiếp để trao đổi với nhau, tăng uy tín, dễ trao đổi, dễ làm việc. Kể cả có mua bán thì chúng ta cũng sẽ phải gọi điện hoặc là nhắn tin. Cho nên là các bác cứ nhắn tin gọi điện thoại mái, em sẽ nhiệt tình trả lời. Cuộc gọi nhớ em sẽ gọi lại, tin nhắn chờ em sẽ trả lời, hồi đáp cho các bác. Mong các bác là quan tâm thì cứ liên hệ. Về máy thì chỉ có một chiếc thôi, cho nên là quan tâm thì cứ liên hệ sớm giúp em. Và có một số bác hay hỏi là em ở đâu, thì xin thư với anh em mình là shop của em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tất cả các video clip em đều để phần địa chỉ và điện thoại ở bên dưới phần mô tả. Các bác bấm vào phần mô tả thì nó sẽ ra toàn bộ cái thông tin của shop của em, địa chỉ cụ thể, số điện thoại cụ thể luôn. 104 đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào ở gần có thể đến ghé thăm. Không nhất thiết là các bác phải mua, bởi vì em là một người rất đam mê về cái món audio này. Cho nên là giao lưu là chính, mua bán là phụ, thật lòng với các bác luôn. Không quan trọng lắm về việc mua bán, bác nào đam mê thì cứ hãy giao lưu. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ niềm đam mê với nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Một lần nữa chân thành cảm ơn vì tất cả các anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh Review Audio. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối hàng ngày.